Trong cuộc sống hiện nay, việc sở hữu chiều cao vượt trội không chỉ giúp tự tin, nổi bật khi xuất hiện giữa đám đông mà còn tạo ra những cơ hội việc làm tốt hơn, chiếm ưu thế hơn khi tham gia thể thao và phát triển rộng mở về nghề nghiệp. Mong muốn mang đến một giải pháp hỗ trợ tăng trưởng chiều cao, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vivaco vừa nghiên cứu và công bố thành công sản phẩm viên uống bổ sung canxi và các khoáng chất hỗ trợ trẻ tăng chiều cao. Cái sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tại nhà máy đạt chuẩn GMP FDA Hoa Kỳ theo tiêu chuẩn khép kín 100% và đã được Bộ Y tế kiểm duyệt kỹ càng và cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Nên khi dùng sản phẩm đạt hiệu quả tối đa. Theo kết quả điều tra dinh dưỡng toàn quốc, chiều cao của thanh niên Việt Nam đã thay đổi mạnh ở nhóm 18 tuổi, đạt 168,1cm vào năm 2020, tăng 3,5cm so với năm 2010. Bé như mình năm nay 10 tuổi rồi. Cái hồi mầm non ý, và lớp 1, lớp 2 thì bé lúc nào cũng luôn luôn đứng top đầu trong chiều cao của lớp. Và mình cũng rất là yên tâm và mình cứ thế mình làm ăn thôi, mình cũng mải công việc cuốn theo. Thì cuối cùng đến lớp 3, lớp 4 thì cái hôm vừa rồi mình tình cờ mình ra mình đóng tiền học cho con ý. Thế cả lớp thể dục ở sân thì thường thường là thể dục thì phải xuống sân trường. Thế mình ra mình đóng tiền học thì mình thấy con mình đứng thấp hơn với các bạn. Mà năm nay là lớp 5 rồi. Thế mình mới thấy chột dạ và mình bảo ôi sao con mình năm nay nó đi lùn như thế. Thế mình cũng rất là lo lắng và mình cũng đã tìm hiểu các sản phẩm cho con để tăng trưởng chiều cao. Nhưng mà thực sự là các sản phẩm đấy nó không hợp với con nhà mình. Thế mình cũng rất là lo lắng. Nhưng hôm tình cờ mình lại xem phim thì mình lại thấy ở trên TV phát cái sản phẩm Green 2 này. Thế là mình cũng tìm hiểu và được biết cái sản phẩm này là của đại tá bác sĩ Phạm Hòa Lan. Mình cũng thấy yên tâm và mình cũng tìm hiểu bởi vì bây giờ mạng thông tin nó rất là nhiều. Muốn tra sản phẩm rất là dễ và mình cũng tra và tìm hiểu. Mình được biết các sản phẩm này nó rất là an toàn và nó hợp với con nhà mình. Nó có bổ sung canxi này, vitamin D3 này và K2 nữa. Mà sản phẩm thì nó lại rất là an toàn. Thế mình thấy nó hợp lý và mình đã cũng cho con dùng. Và mình thấy nó chiều cao nó tăng dần lên. Nó tăng dần lên và thực sự đợt này thì nó lại dịch dã như này. Và mình có thời gian chăm con nhiều hơn và đều đặn hơn. Và sau khi đi học trở lại thì mình thấy chiều cao của con tăng lên rất là nhanh. Và mình cũng rất là yên tâm. Nếu như các bà mẹ nào mà có con mà chiều cao nó kém phát triển ý, thì có thể cũng nên tìm hiểu và thử sử dụng cho con xem sao. Bởi vì bây giờ thế hệ trẻ con trong tương lai của mình làm thế nào để cho nó vượt trội chiều cao lên chứ. Như thế hệ mình ngày xưa ấy thì là chiều cao nó có hạn. Nó rất là thiệt thòi bởi vì nó không có các sản phẩm hỗ trợ và ăn uống nó không đủ chất. Còn bây giờ thì ví dụ mình ăn uống nó thiếu chất đi một tí bởi vì nó không thể đủ chất được thì mình có thể bổ sung các sản phẩm khác để hỗ trợ chiều cao, cân nặng và tất cả mọi thứ nó có đều có sản phẩm để mình có thể tìm hiểu và sử dụng cho con. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.